Phủ quốc sư. Thiếu gia. Nô gia nhớ chết rồi. Linh Lung, khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi. Không vất vả, thiếu gia hiện nay có thể tu luyện, nô gia rất vui. Với thiên tư của thiếu gia, ta tin nhất định sẽ vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Hiện nay ta và Liệt Dương Tông đã kết thù, chuyện cấp bách hiện nay là nhanh chóng nâng tu vi tới cảnh giới có thể đối kháng. Như vậy cũng có thể bảo vệ người bên cạnh. Cho dù sau này thiếu gia đối địch với thiên hạ, Linh Lung cũng nguyện ở bên cạnh thiếu gia. Ta cũng vậy. Ôi trời, ngươi ở đó nghe lén hai chúng ta nói chuyện à? Thuộc hạ không bảo vệ được người, ở đây đợi thiếu gia xử phạt. Được rồi, nếu ngươi đã có thành ý kêu ta trừng phạt như vậy, vậy ta phạt ngươi một tháng tiền lương. Thuộc hạ nguyện tự phạt nửa năm tiền lương, tùy ngươi. Đừng để ý hắn. Nói chuyện của thương hội, kế hoạch ta đặt ra cho ngươi như nào rồi? Bây giờ 136 quận huyện đều đã lập phân hội. Chỉ là tổ chức đánh thuê của các nơi không chịu chuyên cung cấp linh bảo nguyên thạch cho chúng ta. Thương hội bản địa cũng âm thầm quấy nhiễu, cạnh tranh với chúng ta, thậm chí giở trò bẩn. Bính đánh thuê bình thường đều là tự liên hợp, cố biến lợi ích thành lớn nhất. Dùng giá cao lôi kéo một tốp, chèn ép một tốp, khiến sự đoàn kết trong nội bộ của bọn họ tan rã trước. Còn về thương hội bản địa, cuộc chiến giá cả là tốt nhất, cũng là cách lập uy nhanh nhất. Giá thu mua mãi mãi cao hơn 10%, trước tiên ôm hàng sau đó dùng cách lũng loạn độc quyền. Quả nhiên thiếu gia ra tay lập tức giải quyết vấn đề mà Linh Lung lo lắng nhiều ngày. Bớt nịnh đi, nguyên thạch và thiên địa linh dược mà ta kêu ngươi chuẩn bị như nào rồi? Cái này, không chuẩn bị đủ là không xong với ta đâu. Thiếu gia người quá xem thường thương hội của chúng ta rồi. Tất cả nguyên liệu đều chuẩn bị số lượng gấp 5 lần cho người. 50 vạn linh thạch, huyết chi ngàn năm, thất giác hoàng lệnh, thạch trung linh nhũ, long quy cực hàn. Hàn tinh của tuyết vực, linh tê giác vạn năm, máu tim của rồng, mắt của hỏa phượng. Thiếu gia người cứ thoải mái dùng. Không ngờ ngộ đạo chủng trong cơ thể mình vậy mà không nghe theo khống chế của mình như vậy, tự điên cuồng thôn phệ những nguyên thạch này. Vậy thì tận tình hấp thụ đi, lão tử không thiếu nhất là nguyên thạch. Tên này mỗi khi lớn thêm một chút thì mình cảm thấy nguyên hải đan điền có được nguyên lực lớn hơn và có xu thế đột phá cảnh giới phía trước. Võ kỹ nhất tinh, phá tiên trưởng. Võ kỹ nhất tinh, hổ hình quyền. Võ kỹ tam tinh, thiên hổ quyền. Võ kỹ tam tinh, thiên phong cước. Lẽ nào sau khi ngộ đạo chủng sinh trưởng, võ kỹ mà mình lĩnh ngộ trước đó cũng nâng lên ư? Sau này tôi tiếp xúc với mỗi một loại võ kỹ ngộ đạo chủng đều ghi lại, vậy mình không phải chính là thiên thư võ đạo rồi sao? Vừa rồi mình đột phá hai màn chướng tiến vào ngưng chân cảnh. Màn chướng cuối cùng này sợ rằng chính là bình cảnh của huyết nguyên cảnh. Xem bản thiếu gia thiên tài trong 3 ngày bước vào huyết nguyên cảnh đây. Đủ, sơ ý rồi. Quả nhiên cưỡng chế đột phá sẽ có nguy hiểm. Thiếu gia đã liên tục đột phá hai cảnh giới rồi, bây giờ phải nâng cao nhục thân và tiềm lực huyết mạch lên mới được. Thiếu gia, để Linh Lung giúp người. Một tay đi. Thuốc tới. Tiếp theo chính là vở kịch chính rồi. Nồi sắt nung thiếu gia. Làm rất tốt Linh Lung, tu luyện thuật bát hoang thánh thể cần không ngừng tẩy tủy tẩy nhục thân mới có thể hóa khả năng hấp thụ nguyên khí tới mức lớn nhất. Dược dịch này tới quá đúng lúc, Lăng Tiêu mình hôm nay phải kinh thiên hóa rồng. À. Phá cho ta. Luyện khí tam cảnh đỉnh phong, cảnh giới huyết nguyên, đột phá. Chúc mừng thiếu gia, bước vào huyết nguyên cảnh. May nhờ cho ngươi, Linh Lung. Lực lượng cần để xung kích thuật bát hoang thánh thể quá lớn, may nhờ ngươi dùng dược dịch nung luyện nhục thân của ta khiến nó chịu được xung kích. Tổn thất không thể tu luyện trong những năm nay quá lớn,
sợ rằng sau này đột phá cần nhiều linh bảo chân dược hơn. Thiếu gia yên tâm, những cái này giao hết cho Linh Lung. Chỉ cần thiếu gia cần, cho dù là ở chân trời góc bể núi đao biển lửa, Linh Lung cũng nhất định giúp thiếu gia tìm được. Vậy thiếu gia phải thưởng cho ta như nào? Khụ khụ, phần thưởng. Vậy thiếu gia ta chỉ dạy võ kỹ của các ngươi. Chỉ dạy võ kỹ. Hi hi hi, thiếu gia, cố lên, thiếu gia thật đẹp trai. He he, thiếu gia yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. Ha ha, bản thiếu gia nói rồi, đây là phần thưởng, sử dụng võ kỹ mạnh nhất của ngươi đi, thiếu gia đánh hắn. Thiếu gia, vậy thì thử hổ sát quyền của ta đi. Hổ sát quyền cấp hoàn mỹ, thiếu gia, cái này. Vậy mà sử dụng hổ sát quyền cấp hoàn mỹ. Vừa rồi hổ sát quyền ngươi thi triển lộ sơ hở quá lớn, hổ sát chi uy chỉ được cái mã. Khi thi triển cần ý chí tinh thần vào trong mới có thể đạt được hình thần cụ thể. Oa, đa tạ thiếu gia chỉ điểm, he he he, đã, cây ngộ đạo này thật khủng bố. Thiếu gia, còn phần thưởng của Linh Lung đâu, người không được thiên vị. Điệp ảnh bộ. Tới rất hay. He. Tiếp xúc với võ kỹ nhị tinh, điệp ảnh bộ lĩnh ngộ hoàn mỹ. Ha ha, thiếu gia, ta bắt được người rồi. Ặc ặc ặc. Đệ nhất công tử Hoàng Đô này, Đông Phương Vô Hải là thiên tài chỉ 17 tuổi đã đột phá tới cảnh giới huyết nguyên. Vậy mà muốn bái Vưu Điên làm thầy, Vưu Điên này mặt mũi cũng quá lớn rồi. Lại không à, nghe nói ngay cả cao tầng của Liệt Dương Tông muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn lại không thèm. Thiếu gia thật cao tay, vậy mà nghĩ tới việc thu phục người số 1 của Hoàng Thành này. Võ sĩ Vưu Điên này là tự xưng ngộ tính số 1 Đông Đường, hơn nữa nghe nói hắn mang trong mình bí mật lớn, lai lịch rất không tầm thường. Người trong Hoàng Thành dục dịch với phủ quốc sư ta nhiều vô kể, chỉ cần thu phục Vưu Điên này, những người đó sẽ càng kiêng kỵ. Đợi 3 tháng sau, ta gia nhập Long Phượng Cung, Liệt Dương Tông này không cấu thành uy hiếp được nữa. Nếu có võ sĩ luyện mạch tứ cảnh này tọa chấn, sự an toàn của thiếu gia sẽ càng thêm bảo đảm. Chỉ là tên này là kẻ điên, ngay cả hoàng thất cũng không thể mời được. Long đại nhân, xin ngài nhận ta làm đồ đệ, ta nguyện cả đời hầu hạ bên cạnh ngài. Cút, đừng ảnh hưởng lão tử ngộ đạo. Vưu Điên này nghe nói tham ngộ đá thông thiên này nửa năm vẫn không có thu hoạch, đâu có hứng thú nhận đồ đệ. Xem ra tiểu thiên tài của Đông Phương gia này phải ăn một chầu bụi rồi. Linh Lung, ta thay đổi chủ ý rồi. Ặc, thiếu gia người muốn làm gì? Ta muốn khiến Vưu Điên này xin làm người hầu của ta. Ặc, ngươi nhìn, lẽ nào lại có người muốn bái Vưu Điên làm thầy sao? Tiểu tử, muốn bái sư cũng phải xem mình có đủ tư cách hay không. Bái sư, ngươi hiểu lầm rồi, hắn còn không xứng. Tên ngông cuồng ở đâu chui ra, dám ở trước mặt sư phụ tương lai của ta hỗn láo như vậy. Hai, người gì đó kia, cho ngươi một cơ hội làm người hầu của ta. Người này không phải là con trai của quốc sư, Lăng Tiêu sao? Hình như thật sự là Lăng Tiêu đó, chuyện tỷ võ ở Hoàng Cung trước đó đã gây chấn động. Tiểu tử ngưng chân cảnh, đừng nói ngươi là con trai của quốc sư, cho dù ngươi là hoàng tử, dám sỉ nhục lão tử như vậy. Hôm nay cũng phải đánh gãy hai chân của ngươi. Ồ. Vậy sao? Chu Yếm hung hồn. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.